Lễ Hàng Thuận chính là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo, là nét đẹp văn hóa đặc thù trong lĩnh vực hôn nhân gia đình đối với người Phật tử. Với nghi lễ Hàng Thuận, các đôi bạn trẻ thiện nam thiện nữ sẽ xây dựng cho mình một gia đình mới, hạnh phúc trên nền tảng của đạo Phật. Gia đình là nơi kế tục truyền thống tổ tiên. Vì thế, bổn phận của cô dâu chú rể không chỉ là xây dựng hạnh phúc cho riêng mình, mà còn phải thực hiện và giữ gìn truyền thống của cha ông để lại. Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, cho nên mỗi cặp vợ chồng đều phải có ý thức sâu sắc về điều này. Đạo Phật chú trọng đến sự tu dưỡng của mỗi con người, song mỗi chúng ta lại từ gia đình mà ra, ảnh hưởng của gia đình đến chúng ta không nhỏ. Và việc xây dựng một gia đình nề nếp, thuận hòa, hạnh phúc là vô cùng quan trọng. Đức Phật, bậc đại giác, đấng thiên nhân sư, dẫu đã thoát ly mọi hệ lụy của tam giới, nhưng vì lòng từ bi, muốn dùng mọi phương tiện để hóa độ chúng sinh, Ngài đã đưa ra lời dạy rất tinh tế, tâm lý dành cho người nam, người nữ để có được đời sống gia đình hạnh phúc thông qua Kinh Thiện Sinh và Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Với sự mong cầu phước báu từ ruộng phước điền Tam Bảo, các gia đình đã đưa các thiện nam thiện nữ về chùa để được kết duyên lành với ba ngôi báu. Chúng con kính mong trên Sư Phụ, Chư Tôn Đức, quý quan khách cùng toàn thể đại chúng đồng hoan hỷ chúc mừng cho buổi lễ Hàng Thuận hôm nay được thành công viên mãn. Anh nè, em nói anh nghe này nè. Sao em? Sắp tới tụi mình làm đám cưới đó anh. Mình đẩy tiền ở nhà, nhưng mà làm lễ trong chùa anh thấy được không anh? Wow, sao mà đúng ý anh quá vậy ta? Anh cũng tính nói với em vậy đó. Dạ. Tại vì hai đứa mình là Phật tử, dạ, con của Phật, dạ, thì phải vào chùa để vô chùa có thầy chứng minh cho, dạ, hai đứa mình. Như vậy hạnh phúc mới bền vững, đúng không em? Dạ, em cũng cầu xin trời Phật phù hộ cho hai đứa mình sống bên nhau hạnh phúc suốt đời anh nha. Ừ, vậy nha. Dạ. Hôm lễ hôm nay ân tình đẹp mãi như tình ta ban đầu. Khi đã yêu nhau trọn đời thủy chung không hề đổi thay. Đường tình chung lối, tơ hồng chung môi, ta trao cuộc đời. Thương yêu mặn nồng, trước sau một lòng chẳng hề nhạt phai. Son sắc cho đến khi bạc đầu, cầu Phật ban ơn nên nghĩa vợ chồng hạnh phúc an vui. Xin cho vợ hiền đảm đương trong ngoài suốt quãng đường đời. Xin cho chồng con rạng rỡ công danh, việc nhà việc nước vẹn tròn trước sau. Cầu xin Phật ban phước cho nhân loài hạnh phúc nở hoa. Cầu xin Phật ban phước cho cuộc đời nguồn vui tươi sáng. Cầu xin Phật ban phước cho vợ chồng duyên thắm đẹp đôi. Cầu xin Phật ban phước cho gia đình tình nghĩa trăm năm. Tình đẹp mãi như tình ta ban đầu. Khi đã yêu nhau trọn đời thủy chung không hề đổi thay. Đường tình chung lối, tơ hồng chung môi, ta trao cuộc đời. Thương yêu mặn nồng, trước sau một lòng chẳng hề nhạt phai. Son sắc cho đến khi bạc đầu, cầu Phật ban ơn nên nghĩa vợ chồng hạnh phúc an vui. Xin cho vợ hiền đảm đương trong ngoài suốt quãng đường đời. Xin cho
cho chồng con rạng rỡ công danh, việc nhà việc nước vẹn tròn trước sau. Cầu xin Phật ban phước cho nhân loại hạnh phúc nở qua. Cầu xin Phật ban phước cho cuộc đời nguồn vui tươi sáng. Cầu xin Phật ban phước cho vợ chồng duyên thắm đẹp đôi. Cầu xin Phật ban phước cho gia đình tình nghĩa trăm năm. Cầu xin Phật ban phước cho gia đình tình nghĩa trăm năm. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời thề chung thủy yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời thề chung thủy chung thủy yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chúng say tương lai ngày con quy trước chư Phật tổ, trước chư thánh hiền, cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, tiên dương Phật pháp sắc gieo nhân lành. Cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc thỏa bao chờ mong. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Vậy một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị Phật tử cũng như toàn thể bà con cô bác, chúng ta sẽ cùng vân tập về phía trước sân khấu chính và xin mời tất cả quý vị chúng ta đồng đứng dậy chắp tay trang nghiêm để cung đón quý thầy ạ. Cung kính vương máy bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni từ bi hoan hỷ bố thí cho đệ tử con hôm nay thay mặt gia đình xin dâng lời tóc bạch để kiện thỉnh chư tăng chứng minh khóa lễ. Thân mời toàn thể đại gia đình quan viên hai họ chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm để chuẩn bị vào nghi thức để cung thỉnh chư tôn đức quan lâm đặt tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa đại đức chư tăng từ bi hoan hỷ bố thí cho gia đình chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đỉnh lễ, con xin được thay lời dâng tác bạch. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khung cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh dưới bầu huỳnh nghi giải thoát của chư tôn đức, cho phép gia đình hai họ chúng con được gửi tới chư tôn đức lời cảm mến chân thành nhất. Kính bạch chư tôn đức, chúng con được sinh ra làm người do tứ đại hợp thành khí huyết của cha mẹ,
được sinh ra làm thân người đã là khó, nay gặp được Tam Bảo lại càng khó hơn. Chúng con hữu duyên sinh ra đời, được học Phật, tỏ Pháp và được các thời duyên lành, chúng con được tiếp tắc xe duyên, được trở về chốn trụ xứ chùa Linh Quang, tổ chức lễ thành hôn cũng như hàng tuần. Nay hợp thời nhân duyên hội đổ, chúng con đầy đủ duyên lành phước báu, được gặp Chư Tăng, gặp Tam Bảo, kiền thỉnh Chư Tăng chấn tích Quang Lâm về chốn trụ xứ chùa Linh Quang, chứng minh lễ hành thuận của gia đình hai họ chúng con được thành tựu viên mãn. Thời giờ này, chúng con xin được thay mặt đại gia đình kiền thỉnh Chư Tăng để ăn mày khóa lễ, chứng minh lễ hành thuận được chu viên hoàn mãn, kiền thỉnh Chư Tăng từ bi hoan hỷ chứng minh A Di Đà Phật. Trên thượng tòa đại đức từ bi hoan hỷ bố thí cũng như tác chứng cho rồi, sau đây chúng con xin được thành tâm đê đầu đảnh lễ cũng như cung thỉnh thượng tòa đại đức Chư Tăng từ bi hoan hỷ bố thí Quang Lâm đàn tràng để chứng minh A Di Đà Phật. A
Ai trao em mùa xuân, long lanh mùa xuân trong ánh mắt cười. Ai trao em đồ hoa, xinh xinh đồ hoa đến bên tôi ngồi. Tôi nghe đất trời bỗng nhiên thanh thang hơn. Tôi nghe mỗi người bỗng nhiên như vui hơn. Xin em hãy về hát tiếng cho tôi nghe, để cơn gió chiều xanh ngát những hàng me. Hát với em về mọi người, về ngày mai và ước mơ. Lại hát với em về cuộc đời, ô cuộc đời thật nên thơ. Nói với nhau dù một lần chuyện buồn vui rồi lãng quên, để thấy trái tim mình ngập ngừng, ngập ngừng lời hát yêu em. Chào em mùa xuân, long lanh mùa xuân trong ánh mắt cười. Ai chào em mùa hoa, xinh xinh mùa hoa đến bên tôi ngồi. Tôi nghe đất trời bỗng nhiên thanh thang hơn. Tôi nghe mỗi người bỗng nhiên như vui hơn. Xin em hãy về hát riêng cho tôi nghe, để cơn gió chiều xanh ngát những hàng me. Hát với em về mọi người, về ngày mai và ước mơ. Lại hát với em về cuộc đời, ô cuộc đời thật nên thơ. Nói với nhau dù một lần chuyện buồn vui rồi lãng quên, để thấy trái tim mình ngập ngừng, ngập ngừng lời hát yêu em. Hát với em về mọi người, về ngày mai và ước mơ. Lại hát với em về cuộc đời, ô cuộc đời thật nên thơ. Nói với nhau dù một lần chuyện buồn vui rồi lãng quên, để thấy trái tim mình ngập ngừng, ngập ngừng lời hát yêu em, ngập ngừng lời hát yêu em. Thật nhiệm màu thay, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Kỷ Hợi, là ngày lành tháng tốt mà cha mẹ và họ hàng đã lựa chọn để táp lương duyên cho các con của mình, đó là tân lang Trần Tiến Đạt và tân nương Phạm Thị Hằng cùng với tân lang Kim Sắc Chu sánh duyên cùng tân nương Đỗ Thị Thu Phương. Và kính bạch quý cho tôn thiền đức, kính thưa tất cả quý vị, trong kinh khế của Đức Phật có dạy rằng sinh ra được làm người là khó, làm người mà được đầy đủ lục căn lại càng khó hơn. Và sinh ra được làm người là khó, làm người mà được biết đến Phật Pháp lại càng khó hơn. Và ngày hôm nay, hai đôi tân duyên của chúng con có được bên nhau, họ được bên nhau, đó là vì họ đã có duyên với nhau từ nhiều đời, nhiều kiếp. Và thuận theo lẽ đời từ xưa đến nay, thì trai khôn cưới vợ, gái ngoan lấy chồng, được sự cho phép của cha mẹ và hai bên gia đình, hai đôi Phật tử trẻ là Kim Sắc Chu và Đỗ Thu Phương cùng với bạn Trần Tiến Đạt và Phạm Hằng đã đến với nhau bằng tất cả tấm lòng thành kính nhất. Họ đến với nhau vì họ yêu nhau bằng tình yêu thương chân thành của mình và cũng bắt nguồn từ truyền thống tôn trọng đạo lý, thuần phong mỹ tục, kính tin Tam Bảo. Nên hôm nay trong ngày trọng đại của đôi bạn trẻ, được sự chứng minh hứa khả của sư thầy chủ trì chùa Linh Quang cùng với sự hiện diện rất mực trang nghiêm thành kính của chư tôn thiền đức tăng ni, với mục đích nhằm khơi dậy tinh thần đạo đức nhân văn, bổn phận, trách nhiệm nghĩa vợ tình chồng,
trên giá trị yêu thương hiểu biết của người con Phật, tạo nền tảng và chất liệu vững chắc cho đời sống hôn nhân của hai đôi bạn trẻ được thành tựu viên mãn hôm nay và mãi mãi về sau. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, trên đây là lý do chính của lễ hằng thuật ngày hôm nay. Xin mời quý chư tôn đức cùng tất cả quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính bạch quý chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa quan viên bốn họ. Và ngày hôm nay rất vui mừng và vinh dự cho hai đôi gia đình, hai bên gia đình cũng như là hai đôi tân duyên của chúng con ngày hôm nay được thành tâm cung đón sự hiện diện của chư tôn thiền đức chứng minh. Ngày hôm nay quý ngài đã từ bi hứa cả trở về với trụ xứ của chùa Linh Quang để cùng tham dự chứng minh và chúc phúc cho hai đôi tân duyên. Và giờ phút này, thay lời cho ban tổ chức, xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quang, thôn Trường Nghĩa, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, trưởng ban tổ chức lễ hằng thuật ngày hôm nay. Xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được thành tâm cung đón sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Tường, trụ trì chùa An Khánh, thôn Đại Kỳ, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Thay lời cho ban tổ chức, xin được thành tâm cung đón sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Quang, trụ trì chùa Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Và về dự với lễ hằng thuật của chúng con ngày hôm nay còn có sự hiện diện của quý chư tôn thiền đức tăng, quý chư tôn thiền đức ni trong và ngoài trụ xứ, các tự viện trong và ngoài tỉnh cũng về gia trì chúc phúc cho lễ hằng thuật của các đôi tân duyên trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được đảnh lễ, xin mời tất cả quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật lớn để tri ân. Và đặc biệt không thể thiếu chính là sự hiện diện của hai bên gia đình đại diện cho hai đôi tân duyên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu về phía gia đình của họ nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Duy Hưng và bà Đặng Thị Vẻ là thân phụ và thân mẫu của chú rể Trần Tiến Đạt. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Nhất và bà Nguyễn Thị Nga là thân phụ và thân mẫu của cô dâu Phạm Thị Hằng. Về phía đại biểu của đôi tân duyên thứ hai, xin được trân trọng giới thiệu ông Kim Lê Giang và bà Min Bi Yong In là thân phụ và thân mẫu của chú rể Kim Sát Chủ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Trọng Nguyện và bà Nguyễn Thị Đông là thân phụ và thân mẫu của cô dâu Đỗ Thị Thu Phương. Và trở về tham dự và chúc phúc cho buổi sáng ngày hôm nay còn có các vị đại biểu khách quý đại diện cho quan viên hai họ, quý cô bác, anh chị, bạn bè, nam nữ hai bên các gia đình, cô dâu và chú rể cùng đông đảo quý vị Phật tử, thiện nam, tín nữ xa gần đã cùng trở về đây để cầu nguyện chúc phúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và đặc biệt giờ phút này xin mời quý thầy cũng như tất cả quý vị sẽ cùng dành tròn ánh mắt của mình về phía hai đôi tân duyên, hai đôi quan trọng nhất trong lễ hằng thuật ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tân lang Kim Sắc Chu sánh duyên cùng tân nương Đỗ Thị Thu Phương. Quý vị vỗ tay nhỏ quá, vỗ tay lớn lên có được không ạ? Xin mời các bạn ngồi xuống. Và đôi tân duyên ngày hôm nay vô cùng có phúc được tổ chức lễ hằng thuật tại ngôi chùa Linh Quang cùng với đôi tân duyên vừa rồi. Xin được trân trọng giới thiệu tân lang Trần Đạt và tân nương Phạm Hằng. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng lên đối trước quý thầy, đối trước Tam Bảo để
để dâng lời tác bạch. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ của hai bên gia đình cũng như hai đôi tân duyên sẽ cùng di chuyển về phía trước sân khấu, quỳ cao với tất cả tấm lòng thành kính dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh từ bi hoan hỷ bố thí cho. Hôm nay đại diện các gia đình chúng con là nhà trai cha Trần Duy Hưng, mẹ Đặng Thị Vẻ, nhà gái cha Phạm Văn Nhất, mẹ Nguyễn Thị Nga, đại diện cho đôi trẻ Trần Kiến Đạt sinh năm 1991, Phạm Thị Hằng sinh năm 1998, hợp cùng nhà trai cha Kim Gia In Ong, mẹ Mi Bin Dong Jin, nhà gái cha Đỗ Trọng Nguyệt, mẹ Nguyễn Thị Đông, đại diện cho đôi trẻ Kim Sóc Chun sinh năm 1981, Đỗ Thị Thu Phương sinh năm 1990. Do duyên nở thế gian nên chúng con đứng ra tác lễ thành hôn cho các cháu. Chúng con là những gia đình Phật tử được sống trong giáo Phật của Đạo Phật, một truyền thống tốt đẹp được gắn bó với nền văn hóa lâu đời của tổ tiên đã mang đến cho dân tộc Việt Nam một đạo đức tốt lành và ý chí bất khuất tạo nên những trang sử vàng son. Hôm nay khi con cái trưởng thành khôn lớn đến tuổi lập gia thất để kế tục sự nghiệp của cha ông và tiếp nối giữ gìn nền tảng đạo đức tốt đẹp của ngàn xưa, chúng con đồng hoan hỷ vẫn tập trước quý ngài thắp nén hương lòng nguyện cầu tam bảo gia hộ cho gia đình chúng con luôn luôn được sống trong chính pháp và kính mong hiện tiền chư tôn đức nhân ngày lễ chúc phúc của bốn con từ bi hoan hỷ tác lễ niên hương bạch Phật gia trì. Chú nguyện cho bốn con được nương nhờ sức từ lực của tam bảo mà luôn sống hòa thuận, tôn trọng đạo lý, hiếu kính ông bà cha mẹ và họ hàng hai bên, đoàn kết với anh chị em thân bằng kiến thuộc và mãi mãi là người từ chân chính, là người công dân mẫu mực tạo nên cuộc sống hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Lòng thành chúng con đã dâng lời bái bạch kính mong trên quý ngài từ bi hứa khả tác lễ cho chúng con được thấm nhuần ơn Phật pháp. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn đức quý ngài đã từ bi chứng minh hứa khả cho rồi, chúng con xin nhất nhất đầu thành đành lễ cung kính bái Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng lắng nghe lời tác bạch từ ông Trần Duy Hưng, là cha của tân lang Trần Tiến Đạt, thay mặt cho hai đôi tân duyên, thay mặt cho hai gia đình dâng lời tác bạch. Và giờ phút này xin được mời hai đôi tân duyên cũng như cha mẹ của mình chúng ta ngồi xuống để cùng với quý thầy thực hiện nghi thức niêm hương. Chắp tay lòng tự hứa với lòng, yên tĩnh tâm hồn lắng sạch trong, hướng về mười phương chư Phật tổ cho đạo tình sưởi ấm những ước mong giờ phút này để được sự cảm ứng đạo giao của mười phương chư Phật, sự gia trì của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và đặc biệt là để cho lễ hồng thuận ngày hôm nay được thập phần viên mãn. Xin mời hai đôi tân duyên cũng như cha mẹ của mình và đặc biệt là quý đại biểu khách quý cũng như tất cả quý vị Phật tử chúng ta đồng nhất tâm hướng về ban Phật, hướng về quý thầy để cùng quý thầy thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và khóa lễ cầu an chúc phúc cho đôi tân duyên. Xin được cung thỉnh quý thầy. Nguyện đem lòng thành kính
gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo Phật pháp làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tử gia hộ, tâm bồ đề kiên cố trí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Nga Minh. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày mùng 5 tháng 6 năm Kỷ Hợi, chúc Phật đường chùa Linh Quang thanh tịnh trang nghiêm có đôi trẻ Trần Tiến Đạt sinh năm 1991, tân nương Phạm Thị Hằng sinh năm 1998, Tịnh Cùng Kim Ma Sóc Chu sinh năm 1981 và tân nương Đỗ Thị Thu Phương sinh năm 1990, cùng toàn thể hai bên các gia đình một dạ chí thành cung đối trước Phật tiền thiết lễ cung dường tam bảo phụng Phật thỉnh tăng phúng tụng huyền văn chứng minh tác lễ hàng thuận cầu nguyện hồng ân tam bảo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hộ cho đôi trẻ phước huệ song tu thân tâm an lạc loan phụng hòa minh sắc cầm hòa hợp con thảo cháu hiền dễ nuôi dễ dạy ra đạo bình yên an cư lạc nghiệp hạnh phúc được miên trường kiết tường như ý đồng cầu nguyện đạo pháp trường tồn thiền môn năm thịnh thế giới hòa bình phước nhà hưng long thời tiết thuận hòa nhà nhà an cư lạc nghiệp ấm no hạnh phúc biết kính tin tam bảo hộ trì chính pháp tinh tấn tu tập hướng về giác ngộ giải thoát nhất sai thỉnh chư Phật chứng minh. Nhị sai tín chủ đắc hương ninh tam sai đạo tràng tất thanh tịnh lương vừa muốn trên đàn là khói thương ngào ngạt muôn ngàn cõi xa lòng con kính ngưỡng thiên tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh Nam mô hương vân cái Bồ Tát Nam mô hương vân cái Bồ Tát Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma chúng mình kính thưa quan viên bốn họ cũng như toàn thể anh chị em cô dì chú bác và đặc biệt là quý vị Phật tử thân mến, ngày hôm nay hai đôi tân duyên của chúng con họ rất có phúc khi ngày hôm nay họ được cha mẹ xin cho thầy chủ trì để được tổ chức lễ hàng thuận, một nghi lễ vô cùng quan trọng
trong cuộc đời của họ. Đấy là ngày họ tác thành nên duyên vợ chồng. Và giờ phút này, trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những lời chia sẻ từ sư thầy trụ trì chùa Linh Quang, xin được cung thỉnh quý chư tôn thiền đức, quý đại biểu khách quý cũng như tất cả quý vị Phật tử sẽ cùng lắng nghe giọng ca của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam, ca nương Tú Thanh, được UNESCO công nhận và trao bằng là ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Và ngày hôm nay nhận được lời mời từ hai bên gia đình, Tú Thanh đã trở về với chùa Linh Quang để cùng dâng lên những lời ca tiếng hát chúc phúc cho hai đôi anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ca khúc Trái Tim Người Thầy với phần trình bày của ca nương Tú Thanh. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được dâng bài hát mang tên Trái Tim Người Thầy. Con xin kính chúc quý thầy, quý vị Phật tử luôn được thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý. Và con xin kính chúc cô dâu chú rể luôn được trăm năm hạnh phúc ạ. A Di Đà Phật. Cười thắm tươi qua ba năm giờ đây
để lời tiếp chương trình, con xin được dâng bài hát thứ hai được mang tên Đám Cưới Như Mơ ạ. A Di Đà Phật. Cảm ơn bé Tú Thanh rất nhiều ạ.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị Phật tử, quý quan viên hay họ thân mến, kính lạy tăng người thầy trí cả, theo thế tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy vô phạm dắt diều chúng sinh. Và thật phúc duyên lớn cho hai đôi tân duyên của chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay, được sự cho phép của cha mẹ nội ngoại, đã được quý thầy chủ trì chùa Linh Quang tổ chức lễ hàng thuần tại ngôi chùa Linh Quang trong buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ phút này, hai đôi tân duyên, cha mẹ nội ngoại cũng như toàn thể quý bà con cô bác, quý vị Phật tử, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng trọn tấm chân thành của mình về phía Tam Bảo, về phía quý thầy, để cùng lắng nghe những lời chia sẻ từ Đại Đức Thích Minh Thành, chủ trì chùa Linh Quang trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin được cung thỉnh quý thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cũng như toàn thể quan viên của bốn gia đình, hai vị tân lang cũng như hai vị tân nương trong ngày lễ hàng tuần hôm nay tại Phật đường chùa Linh Quang. Thật là đầy đủ phúc duyên cho Trần Tiến Đạt và Phạm Thị Hằng cũng như là Kim Sóc Châu và Đỗ Thị Thu Phương. Các con phải biết rằng để có một ngày vui trọn vẹn như này, để có một ngày hạnh phúc ý nghĩa tràn đầy như này, phải là cảm thấu đến sự quan tâm lo lắng của cha mẹ các con. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy: sinh nhầm thời không gặp Phật thì cha mẹ chính là vị Phật hiện thân giữa cuộc đời này. Vì chỉ có cha mẹ mới thương yêu các con vô điều kiện. Có nghĩa là khi mà cha mẹ thương yêu các con thì không ra một cái điều kiện gì, không bắt các con phải như này như kia mới thương yêu các con, mà cha mẹ luôn thương yêu các con một cách vô điều kiện. Cha mẹ thương yêu các con như chư Phật, chư Bồ Tát thương chúng sinh vậy. Cho nên cha mẹ chính là Phật hiện thân. Nếu như ngày hôm nay thầy thiết nghĩ không có sự quan tâm, lo lắng trong công việc của cha mẹ các con, thì giờ phút này các con không thể ngồi trước đại lễ trang nghiêm thanh tịnh như này được. Cho nên để có một ngày vui trọng đại, đại hoan hỷ như này, các con phải cảm niệm đến tình cảm quan tâm thương yêu của cha mẹ các con. Các con nhớ chưa? A Di Đà Phật. Ngày hôm nay trong ngày lễ hàng tuần cũng là một cái ngày hạnh phúc mà chuẩn bị cho các con có một gia đình mới. Thì thầy biết là Kim Sóc Chu cũng như là Trần Tiến Đạt và Đỗ Thị Thu Phương, các con vẫn chưa quy Tam Bảo, còn Phạm Thị Hằng thì con đã quy Tam Bảo rồi. Cho nên giờ phút này thầy cũng đại vì Tam Bảo, đại vì Tăng Bảo sẽ truyền trao Tam Quy cho các con, để cho các con được làm đệ tử của Phật. Các con phải biết rằng người quy Tam Bảo có một cái công đức, có một cái phúc báo rất là lớn. Người ở trong miền Nam, khi mà thầy vào trong miền Nam theo học các quý hòa thượng, thì thầy thấy là những gia đình Phật tử ấy là bắt đầu sinh con ra đã mang con đến để quy Tam Bảo, để cho các con trẻ của mình được nương tựa vào cái công đức của Tam Bảo mà được bình an. Nhưng mà người miền Bắc của chúng ta thì lại cứ suy nghĩ là bao giờ ra lão, có nghĩa là 60 tuổi mới về chùa quy y. Đây chính là một cái mà không may mắn cho người dân miền Bắc chúng ta, vì cái tập tục hoặc là vì cái suy nghĩ phong kiến của người miền Bắc. Thành thử ra người dân miền Bắc của chúng ta rất là vất vả. Nhưng mà bây giờ thì khi mà Phật Pháp đã được lan truyền rộng rãi trên các cái mạng internet, trên truyền thông, thì bây giờ người dân đã bắt đầu quy y Tam Bảo từ lúc đang còn trẻ. Thì bây giờ cái lợi ích của việc quy y Tam Bảo như nào? Hôm nay trong cái ngày lễ hàng tuần, ngày lễ trọng đại cho các con, thì thầy cũng xin chia sẻ một chút để quan viên các gia đình được biết và các Phật tử cũng được hiểu hơn. Thầy ví dụ như này, giả sử như có một ông chủ tịch nước, ông ấy về vùng quê, ông ấy làm các cái công việc mà của quốc gia, ông ấy thấy một đứa trẻ mà ông ấy rất là quý, rất là thương, ông ấy muốn nhận cái đứa trẻ làm con nuôi. Nhưng nếu như cái đứa trẻ này mà nó lại không có kính trọng chủ tịch nước, nó
nó lại không muốn nhận chủ tịch nước làm cha nuôi. Và khi mà chủ tịch nước muốn nói với nó là ta muốn nhận con làm con nuôi, con có đồng ý không? Nếu như nó bảo là không, con không kính trọng ông, con không muốn nhận ông làm cha nuôi, thì cái việc mà tạo thành cái nhân duyên cha con không thành, và nó không được cái phúc lành. Nếu như một đứa trẻ con của một nhà nông dân khi mà gặp chủ tịch nước về vùng quê của mình để làm các cái công việc của quốc gia, khi mà chủ tịch nước gặp nó và rất là quý mến đứa trẻ này và muốn nhận đứa trẻ này làm con nuôi, đứa trẻ này cũng hoan hỉ, rất là tôn trọng về cái đức hạnh của chủ tịch nước, về cái những cái phước báo của chủ tịch nước, cho nên đứa trẻ này nó nói là con rất là vui mừng được chủ tịch nước hoan hỉ nhận con làm con nuôi. Và chủ tịch nước với đứa trẻ này kết một cái hoan lễ, một cái nhân duyên làm cha con với nhau. Thì thưa quý vị, khi mà kết cái duyên này xong thì đứa trẻ con một người nông dân này, cuộc đời nó liệu có thay đổi không? Đấy, liệu có được cái phước báo lớn không? Cho nên chắc chắn là cái đứa trẻ này sau khi mà kết cái duyên làm con nuôi của chủ tịch nước xong, cuộc đời của nó sẽ có những cái sự mà cát tường, có những cái sự mà rất là tốt đẹp cho cuộc đời của nó, mà có khi còn tốt đẹp cho cả bố mẹ của nó nữa, cả gia đình nhà nó nữa. Cho nên thưa với quan viên các gia đình và các Phật tử, cũng như là nhị vị tân lang, nhị vị tân nương, cái việc quy tâm bảo cũng như vậy. Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát đều thương chúng ta như con đỏ. Quan trọng là chúng sinh chúng ta, con người chúng ta có biết kính Phật, có biết tôn trọng Phật, có muốn kết duyên với Phật hay không. Phật lúc nào cũng chìa bàn tay xuống muốn nhận chúng ta làm con, chỉ tại là chúng ta chưa biết kính Phật, chưa biết trọng Phật, cho nên chưa muốn kết cái duyên làm một cái hoan lễ để làm con Phật thôi. Nếu như chúng ta làm con Phật rồi, cuộc sống của chúng ta thay đổi rất nhiều, cho nên cái lợi ích của việc quy tam bảo vô cùng lớn. Chúng ta làm con nuôi của chủ tịch nước thì chỉ được người cha nuôi gia trì bảo hộ cho chúng ta trong một đất nước này thôi. Chứ nếu như chúng ta đã kết duyên mà quy y tam bảo làm con của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh rồi, thì Thầy thiết nghĩ khi chúng ta sống, chúng ta ở bất kỳ một quốc gia nào, hay là sau này chúng ta có bỏ cái báo thân này, chúng ta có về một thế giới nào, thì chúng ta vẫn nương tựa vào cái nhân lành chúng ta đã được làm con của chư Phật, làm con của tam bảo, mà cái duyên này sẽ giúp cho linh hồn của chúng ta vô lượng kiếp về sau không bị trầm luân đọa lạc, rất là cát tường, hiện đời sẽ được bình an mạnh khỏe, được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh gia hộ, vô lượng kiếp về sau sẽ được cát tường, sẽ được an lạc, được tốt đẹp. Thế thì tại sao chúng ta không quy y? Cho nên những gia đình Phật tử thuần thành khi mà hiểu về cái lợi ích quy tam bảo thì bắt đầu sinh con ra, đã mang con về chùa nhờ quý thầy quy y, hoặc là không mang được con trẻ về chùa cũng mang cái tên của nó về chùa nhờ quý thầy trình Phật quy y tam bảo cho nó, để nó được cái lợi ích được làm con của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên ngày hôm nay trong lễ trọng đại, lễ hàng tuần cho tân lang Trần Tiến Đạt và tân nương Phạm Thị Hằng, cũng như là tân lang Kim Sức Chu và tân nương Đỗ Thị Thu Phương, thì Thầy khuyên các con nên phát Bồ Đề Tâm quy y tam bảo. Thầy tin chắc rằng khi các con quy y rồi, cuộc đời của các con sẽ an lạc lắm, cát tường lắm. Các con đã làm con của chư Phật thì sẽ được chư Phật gia trì, cũng như là khi chúng ta làm con nuôi của chủ tịch nước thì chủ tịch nước mới gia trì, khi chưa làm con nuôi của chủ tịch nước thì chủ tịch nước chưa gia trì đâu. Cho nên khi mà chúng ta quy y rồi, cái lợi ích rất là lớn, thì các con có hoan hỉ không ạ? A Di Đà Phật. Thì các con đã hoan hỉ rồi thì Thầy cũng xin nói để các con phát nguyện quy y. Quy tam bảo thì các con phải hiểu quy tam bảo là gì. Quy tam bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đây gọi là quy tam bảo, chứ không phải là quy tam bảo là quy ba lần đâu. Quy tam bảo hiểu cho đúng nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và một người đã quy tam bảo, đã làm đệ tử của Phật thì phải thọ trì năm giới. Giới thứ nhất là không được sát sinh. Giới thứ hai là không được trộm cắp. Giới thứ ba là không được tà dâm. Giới thứ bốn là không được nói dối. Giới thứ năm là không được uống rượu, uống bia và các chất làm say lòng người. Thì nhị vị tân lang và nhị vị tân nương, các con suy nghĩ xem, khi mà chúng ta quy tam bảo và chúng ta nhận với Phật giữ năm giới rồi, thì cuộc đời của chúng ta có cát tường không? Chắc chắn sẽ cát tường.
chúng ta không giết người, không giết vật. Đây là một cái sự mà tốt đẹp nhất trong cuộc đời làm người. Chúng ta làm người được là mấy mươi năm thôi. Nếu chúng ta không giết người, không giết vật, đây là một sự vô cùng cát tường cho chúng ta. Đấy, các con thấy, nếu như mà bây giờ chúng ta giết người thì chúng ta sẽ bị tù tội. Còn chúng ta giết vật thì như lời Phật dạy trong kinh, chúng ta giết vật đời này, đời sau vật, các con vật nó tái sinh nó sẽ giết lại chúng ta. Đây là một cái sự luân hồi quả báo rất đau khổ. Cho nên cái sự sát sinh là cái sự mà tội ác nhất. Cho nên nhà Phật luôn luôn trân trọng cái việc là không được sát sinh là cái điều đầu tiên của giới luật. Dù là hàng xuất gia như quý thầy hay là hàng Phật tử tại gia, thì giới đầu tiên, giới quan trọng nhất là không được sát sinh. Là phải khởi cái tâm từ bi. Vì sao? Vì chúng ta cũng muốn sống, mà tất cả chúng sinh đều muốn sống. Chư Phật không phải chỉ thương con người chúng ta, mà chư Phật thương tất cả chúng sinh. Cho nên dưới ánh mắt từ bi của Như Lai, tất cả chúng sinh đều là con đỏ hết, chứ không phải là chỉ có con người chúng ta được Phật thương đâu. Tất cả những chúng sinh đều được Phật thương. Cho nên các con phải nhớ là cái giới sát sinh là cái giới quan trọng nhất. Giới thứ hai là cái giới mà không được. Chúng ta thử suy nghĩ xem, chúng ta làm 5 năm, 10 năm mới được mua được một cái xe máy, mà bây giờ có ai lấy trộm của chúng ta có buồn không? Hay là chúng ta mà trong ví có khi cả tháng mới làm được mấy triệu bạc, bỏ trong ví mà vô tình có một người họ tìm cách nào đó họ lấy trộm của chúng ta có buồn không? Cho nên cái giới thứ hai, nếu là người đệ tử của Phật, chúng ta phải trân trọng những cái vật sở hữu của người khác, những cái mà quyền sở hữu của người khác chúng ta không nên trộm cắp. Còn giới thứ ba, Đức Phật chế giới là không được tà dâm. Như các con ở tại gia, Đức Phật cũng từ bi, không chế cái giới là không dâm dục. Như các quý thầy hàng xuất gia, là Phật tổ chế là không được dâm dục. Khởi cái ý nghĩ dâm dục hay là việc làm dâm dục là đều sau này đời đời kiếp kiếp về sau không được làm tăng nữa. Cho nên hàng xuất gia quý thầy thì lại phải khiêm hạ hơn, phải gò mình hơn để mà tu tập cho nó đạt được cái công đức. Còn như các con ở ngoài đời có vợ có chồng, Phật tổ rất là từ bi, cho nên Phật tổ không chế cái giới là không được dâm dục, mà chế cái giới không tà dâm. Có nghĩa là không phải vợ mình, không phải chồng mình thì các con không được quan hệ bất chính. Hai vị tân lang cũng như là hai vị tân nương, các con phải suy nghĩ nghe theo lời Phật dạy, cố gắng làm sao đã phát nguyện làm vợ làm chồng, đã cưới xin đầy đủ, thì các con cố gắng một đời chung thủy với nhau, cố gắng làm sao yêu thương nhau, thương nhau để mà lo cuộc sống cho nhau được bình an, được hạnh phúc. Đừng có phạm vào những cái giới mà Đức Phật đã ngăn cấm. Như vậy sẽ không làm đau khổ cho người khác, mà là không làm đau khổ cho chính mình. Các con rõ chưa? Thì các con cũng biết giới thứ tư là giới không nói dối. Bây giờ nếu người vợ mà nói dối chồng, giả sử như đi chơi, nói dối chồng, lần một chồng không phát hiện ra thì chồng vẫn vui vẻ, lần hai chồng không phát hiện ra chồng vẫn vui vẻ, nhưng lần ba nếu người vợ nói dối chồng mà chồng phát hiện ra thì có thể sau này người vợ xin đi đâu người chồng cũng nghi ngờ, cũng bắt đầu theo dõi. Cho nên lúc này cuộc sống bắt đầu bức bách, rất là khó chịu. Cho nên cái giới thứ tư này không được nói dối. Các con nên tâm nghĩ như nào, lời nói như vậy để cho cuộc sống nó được tốt đẹp, tin tưởng nhau mà sống thì nó mới cát tường được. Đây là giới thứ tư. Giới thứ năm là không được uống rượu và các chất làm say lòng người. Thực ra cái giới uống rượu thì các cụ nhà mình cứ suy nghĩ là bây giờ uống một chén rượu, hai chén rượu thì có sao đâu, tại sao Phật lại đi chế cái giới này làm gì? Thưa với các Phật tử, đúng là nếu như chúng ta uống một chén, hai chén mà giữ được tâm tánh thì không sao. Nhưng nếu có những người uống say rồi, không kiểm soát được nữa, bắt đầu hành động thô lỗ, lời nói thô lỗ, bắt đầu các cái cử chỉ, hành động, lời nói đều sai quấy hết. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật chế cái giới không uống rượu. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ mà xem, bây giờ chúng ta mà hút xì ke ma túy, có khi hút lần một thì có thể đang còn kiểm soát được, hút lần hai có khi không kiểm soát được. Hay là bây giờ đấy có những cái ma túy trắng mà chúng ta chỉ thử nghiệm một lần, hai lần là chúng ta không bỏ được, và chúng ta có thể là hành hung đủ mọi chuyện hết và quấy phá đủ chuyện hết. Cho nên từ cái việc mà say rượu, say xỉn thì chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều các cái giới đằng sau, phá những giới đằng sau. Cho nên thầy mong là nhị vị tân lang và nhị vị tân nương ngày hôm nay trong ngày lễ trọng đại, các con phải hiểu về cái lợi ích quy tam bảo và về cái công đức, cái phước báo của cái việc mà quy tam bảo và thọ chỉ giới pháp của Đức Phật. Các con hiểu chưa? Bây giờ thầy xin các con hãy quỳ lên để đón nhận. Các con đã hiểu về lợi ích và công đức của quy tam bảo rồi thì các con quỳ lên để phát nguyện quy y tam bảo.
Bây giờ thầy sẽ đọc trước, các con sẽ đọc sau để đón nhận quy y công đức của Tam Bảo. Các con đọc theo sau nha. Đệ tử chúng con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn. Rồi các con lại quỳ thẳng lên. Đệ tử chúng con xin suốt đời quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ quy y Tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh đệ tử chúng con suốt đời đã quy y Phật, đã quy y Tam Bảo, không đọa tam đồ khổ. Rồi các con xá Phật một xá. Bây giờ các con đã quy y được Châu Viên, trước Phật Đài Trang Nghiêm Thanh Tịnh, trước Tam Bảo Đại Hùng. Bây giờ các con sẽ phát nguyện để giữ giới. Thì trong năm giới thầy vừa phân tích, các con cố gắng trong đời mình, nếu có thể giữ được giới nào, thì ngày hôm nay trong lễ trọng đại này, trong cái sự thanh tịnh trang nghiêm chứng minh của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiện Tiền Thánh Tăng, thì thầy cũng mong rằng các con cố gắng, không có nói dối Phật, đã phát nguyện thì phải giữ. Cho nên năm giới này thầy đọc từng giới một, nếu như giới nào các con giữ được thì các con A-di-đà Phật con giữ được, còn cảm thấy giới nào không giữ được thì các con nên im lặng để tự xấu hổ với lòng mình, nhưng sau này hứa với Phật là đủ duyên con sẽ cố gắng để giữ. Các con nhớ chưa? Các con hãy lắng nghe, bây giờ là giờ phút quan trọng để thọ trì giới pháp của Như Lai. Trong giây phút tĩnh lặng này, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp đồng đang chứng minh sự pháp Bồ Đề Tâm thọ trì giới pháp của các con. Giới pháp này nhân đây mà tạo ra tất cả các công đức. Giới pháp này nhân đây mà tạo được tất cả sự bình an, sự cát tường cho cuộc đời hiện tại và vô lượng kiếp về sau. Cho nên nếu các con giữ được năm giới này, đây chính là nhân tố thành tựu để sau này các con sớm viên thành Phật quả. Giờ này sự trang nghiêm thanh tịnh tĩnh lặng, các con hãy giữ cho thân tâm mình thật tĩnh lặng để phát nguyện thọ trì giới pháp. Giới thứ nhất không được giết hại chúng sinh là các giới của Phật tử. Vậy các con có giữ được không? Giới thứ hai không được gian tham trộm cắp là giới của Phật tử tại gia. Các con có giữ được không? Giới thứ ba không được tà dâm là giới của người Phật tử tại gia. Các con có giữ được không? Giới thứ tư không được nói dối là giới của người Phật tử tại gia. Các con có giữ được không? Giới thứ năm không được uống rượu và các chất làm say lòng người là giới của người Phật tử tại gia. Các con có giữ được không? Lành thay, hôm nay các con đã nguyện giữ giới trước Phật Đài. Thầy tin chắc rằng sự tu trì giới pháp này các con sẽ được công đức vô lượng vô biên. Xin chúc nguyện cho các con được nương từ bi nguyện lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, chư Hộ Pháp mà cuộc sống sẽ được bình an hạnh phúc, gia đạo sẽ được cát bảo bình an, nội ngoại hai bên thân bằng kiến thuộc sẽ được cát tường như ý, cửu huyền thất tổ sẽ được nương tựa công đức tu hành của các con và được siêu sinh thoát hóa. A Di Đà Phật. Bây giờ các con ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa các quý vị khách quý, quan viên trong các gia đình cũng như toàn thể Phật tử, ngày hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, đầy đủ nhân duyên lành, tân lang Trần Tiến Đạt
và Tân Lang Kim Sóc Chu cũng như là Tân Nương Đỗ Thị Thu Phương và Tân Nương Phạm Thị Hằng được cha mẹ hai bên đã nhất tâm về nơi cửa Phật để thiết lễ trai duyên kiện thỉnh quý thầy, thiết lập pháp đàn cung dường Tam Bảo, tạo dựng nhân duyên phước báo cho các con được nương nhờ từ bi nguyện lực của chư Phật, nương tựa công đức của Tam Bảo mà cuộc đời hiện tại được bình an cát bảo và gia đạo sau này sẽ được muôn sự cát tường như ý. Thì giờ này các con sẽ tĩnh tâm để nghe lời giáo huấn của chư Tôn Thiện Đức Tăng A Di Đà Phật. Được sự hoan hỷ tăng sai, con xin xin mạn phép chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni xin có lời chia sẻ với nhị vị Tân Lang cũng như nhị vị Tân Nương Trần Đạt, Phạm Hằng cũng như Kim Sóc Chu và Đỗ Phương. Các con hãy tĩnh tâm lắng nghe. Theo lời cổ đức có dạy rằng: vợ chồng tốt trăm năm hòa hợp, con cháu hiền bảy kiếp vinh quang. Giờ đây trong bầu không khí trang nghiêm ấm áp tình đạo vị của buổi lễ hàng tuần, dưới sự chứng minh của mười phương Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và hiện tiền chư Tăng Ni, cùng sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên, ông bà, cô, bác, anh chị và bạn bè thân thiết, thầy thay mặt chư Tăng có đôi lời dặn dò hai con. Vì vậy, hai con, các con hãy lắng nghe. A Di Đà Phật. Làm bậc cha mẹ, ai cũng trông mong con cái trưởng thành, chọn nhà nhân đức, dòng dõi tốt lành, kết tóc xe tơ, nên duyên chồng vợ, xây dựng gia đình, duy trì nòi giống, con lạc cháu hồng. Do đó, muốn lập gia nghiệp cần phải có chồng, có vợ, vui buồn bên nhau, sớm hôm bầu bàn, chia ngọt sẽ bùi, an ủi giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau. Và điều quan trọng hơn hết là phải hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau, không được khinh khi bội bạc lẫn nhau. Được vậy, chắc chắn gia nghiệp các con sẽ được thành tựu như ý. Nên chư Thánh Hiền có dạy: phu phụ hòa gia đạo thành, nghĩa là vợ chồng hòa thuận thì gia đình sẽ được hạnh phúc, hoặc là hòa khí thì sinh tài, tức là hòa thuận thì sinh ra tiền của. Thế nên bốn con phải biết, của quý nhờ gian nan siêng năng mới có, đời vinh do nhẫn nại khó nhọc mà nên. Lại muốn xứng đáng là người Phật tử, bốn con phải noi theo gương sáng của Đức Phật đã nêu cao, theo giáo pháp mà rèn luyện tâm tánh và vâng lời hướng dẫn của chư Tăng Ni. Đặc biệt phải giữ gìn năm giới cấm, vì năm giới chính là năm điều đạo đức căn bản hoàn thiện tư cách của con người, là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Nếu các vi phạm nghiêm trọng dù chỉ một trong những giới cấm này thì gia đình chúng ta khó mà hạnh phúc tròn đầy. Cho nên thầy mong các con cố gắng tinh tấn. Giờ này các con hãy chắp tay hướng về Tam Bảo để lắng nghe lời Phật dạy trong kinh Sáu Phương như sau. Bây giờ thầy xin nói trước về lời Phật dạy bổn phận làm vợ. Đối với chồng có năm việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy như sau. Tân Nương Phạm Thị Hằng và Tân Nương Đỗ Thị Thu Phương, hai con hãy tĩnh tâm lắng nghe. Đức Phật dạy trong kinh lễ Sáu Phương: khi chồng đi hay về, làm người vợ hiền, các con phải đưa đón niềm nở. Khi chồng đi vắng, các con phải lo nấu nướng, quét dọn nhà cửa, không được ngoại tình, cuộc cải đồ vật không được giấu lòng riêng. Phải nghe lời chồng chỉ bảo, chồng la rầy trong lúc nóng giận, các con không nên cự lại, không nên chống trả lại. Chồng nghỉ ngơi trước, làm người vợ hiền, các con nên dọn dẹp và nghỉ ngơi sau. Đó là bổn phận của người làm vợ hiền đối với người chồng. Hai vị Tân Nương, các con đã nghe rõ chưa? Các con cố gắng nghe lời Phật dạy, cuộc đời các con sẽ được bình an. A Di Đà Phật. Bổn phận làm chồng tốt đối với người vợ, Đức Phật cũng có dạy những việc như sau. Tân Lang, Trần Tiến Đạt và Kim Sóc Chu, hai con hãy tĩnh tâm để lắng nghe. Đức Phật dạy, làm người chồng tốt, khi vợ đi hay về, phải đưa đón niềm nở, phải biết chăm sóc việc ăn uống và áo mền theo thời tiết để cho vợ được mạnh khỏe bình an.
tùy theo phận gia đình nhà mình giàu nghèo mà cấp cho vợ những đồ trang sức mỹ nữ nhi để cho vợ được an vui hạnh phúc. Trong nhà có tiền của nhiều ít nên giao cho vợ cất giữ để tiêu dùng làm của chung, không được tiêu xài lãng phí, không được cất giữ làm của riêng, phải có lòng trung thủy, không được ngoại tình. Như vậy thì làm bổn phận người chồng tốt mới có thể tạo ra gia đình hạnh phúc. Đó là lời Phật dạy trong kinh. Nhị vị tân lang các con nghe rõ chưa? A Di Đà Phật. Trong tương lai bốn con sẽ làm cha làm mẹ, thế nên Đức Phật cũng có dạy bổn phận làm cha mẹ đối với con cũng có những việc như sau: phải nhớ dạy con bỏ giữ làm lành, phải dạy con thông suốt mọi việc, phải dạy con biết tụng kinh giữ giới, phải dạy con lo việc, lo những công việc lớn trong nhà cho đến những công việc nhỏ trong nhà cho chu đáo, phải dạy con mình biết làm những điều lành thiện, biết báo hiếu ông bà cha mẹ. Và trong nhà nếu có tiền của thì nên chia cho các con đều, không được thuận nam rồi khinh nữ, ưng nam khinh nữ, rồi chia cho người con trai nhiều người con gái ít thì không nên. Cho nên các con cố gắng bình đẳng với các con của mình để cho các con sau này nó được an vui. Các con rõ chưa? Chắc chắn sau này các con sẽ có cha có mẹ. Bây giờ bổn phận làm dâu đối với cha mẹ chồng, Đức Phật cũng có dạy như thế này. Tân nương Phạm Thị Hằng và tân nương Đỗ Thị Thu Phương, hai con hãy nghe bổn phận làm dâu Đức Phật dạy. Bây giờ thầy biết rằng cuộc đời của các con từ bé đến giờ được cha mẹ yêu thương rất là nhiều. Gần như là các con không biết những cái công việc bên đối nội đối ngoại, nhưng thầy tin chắc rằng bây giờ các con sang bên gia đình nhà chồng rồi thì đã rời khỏi cái tình yêu thương của cha mẹ, và bây giờ các con chuẩn bị làm cha làm mẹ rồi, cho nên các con phải biết đối nội đối ngoại cho tốt. Nhưng mà trước khi đối nội đối ngoại cho tốt thì các con phải làm một người dâu tốt. Các con có làm một người dâu tốt thì người chồng của các con mới đỡ phiền não. Nếu bây giờ các con không làm một người con dâu tốt mà các con mà coi thường bố mẹ chồng thì chắc chắn là cái mối mà tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ bị nảy nở những cái sự không tốt. Cho nên hai vị tân đương các con hãy lắng nghe bổn phận làm dâu đối với bố mẹ chồng có những việc như sau. Đức Phật dạy phải có lòng hiếu kính cha mẹ chồng, tùy thuận lợi cha mẹ dạy bảo, không được cãi lại. Đấy, các con phải nhớ Đức Phật dạy là khi mà cha mẹ chồng có dạy các con làm người dâu hiền, người dâu thảo, nhất định không được cãi lại cha mẹ. Dù là biết là việc đó sai, cha mẹ dạy sai hay dạy đúng, thì các con hãy tĩnh lặng, hãy ngoan ngoãn nghe theo, đợi cha mẹ hết nóng hay là đợi cha mẹ ổn định rồi, các con sẽ tâm sự với cha mẹ là lời dạy này đúng, lời dạy này sai. Nhưng khi cha mẹ dạy, các con nhất định không được cãi lại. Hai con rõ chưa? Đức Phật cũng dạy làm người dâu ngoan hiền, các con phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục chồng mình nên người tốt. Mà bổn phận làm dâu con phải có trách nhiệm nối dòng nối dõi cho gia nghiệp nhà chồng. Đức Phật cũng có dạy những điều như sau nữa: nếu ở nhà các con phải trông nom công việc thì phải ngủ sau dậy trước, lo cơm nước cho chu đáo, chăm sóc cha mẹ chồng tử tế. Nếu bận làm việc ở cơ quan thì các con phải tùy nghi linh động thời gian, cố gắng làm sao lo lắng mọi việc cho được chu toàn, không để cho cha mẹ phiền não, không để cho cha mẹ không ưng về những cái việc làm của mình. Đức Phật cũng có dạy làm người dâu hiền, khi cha mẹ chồng có đau ốm thì các con phải chăm nom thuốc thang, thay đổi món ăn thức uống, cầu cho cha mẹ sớm mạnh khỏe an vui. Làm người dâu hiền, các con cũng phải biết nếu thấy cha mẹ chồng làm những điều bất thiện thì không được a tòng làm theo, phải hết lòng khuyên can khuyến hóa cha mẹ phát bồ đề tâm, phát những điều lành thiện để theo con đường của chư Phật chư hiền thánh, bỏ ác làm lành. Được như vậy thì mới là chọn làm người dâu hiền. Đấy, các con phải biết nếu cha mẹ mà có làm những điều sai trái, các con nhất định không được a tòng theo. Khi các con mà thấy cha mẹ sai đi ăn trộm ăn cắp mà các con đi làm theo thì rất là uổng.
sau này sẽ ảnh hưởng đến cái đạo đức của gia đình nhà mình. Cho nên các con cố gắng là cha mẹ dạy cái sai thì mình phải biết nghe, nhưng mà sau đó chờ cha mẹ ổn định tinh thần xong mình phân tích cho cha mẹ, chứ không được an tòng theo những cái điều sai của cha mẹ. Còn cha mẹ dạy những cái đúng thì các con phải vâng lời làm theo. Các con rõ chưa? Đó là bổn phận của những người làm dâu hiền. Bổn phận làm rể tốt đối với cha mẹ vợ cũng có những việc như sau. Đức Phật có dạy nhị vị Tân Lăng, Trần Thiên Đạt và Kim Sóc Chu, hai con hãy lắng nghe. Đức Phật dạy phải có lòng kính yêu cha mẹ vợ như cha mẹ đẻ của mình. Có mặt hay vắng mặt, cha mẹ đều phải tôn trọng, không được có một lời bất bình, bất kính. Đấy, các con là con rể và thầy tin chắc rằng thầy nhìn thấy hai con thì rất là ngoan rồi. Nhưng mà thầy tin chắc rằng trong cuộc đời này, dù sau này các con có phương trưởng có lớn hơn nữa, thì thầy cũng mong các con cố gắng làm sao dù là có mặt cha mẹ hay vắng mặt cha mẹ, nhất định trong cuộc đời của mình không bao giờ được bất kính với cha mẹ vợ. Vì sao? Vì cha mẹ vợ cũng như cha mẹ mình vậy. Cho nên mình phải biết tôn trọng cha mẹ vợ. Khi mình có tôn trọng cha mẹ vợ thì vợ mới tôn trọng mình. Chứ bây giờ mà mình mà xúc phạm cha mẹ vợ, mà mắng chửi cha mẹ vợ, hay là thấy cha mẹ vợ trước mặt thì cung phụng niềm nở, mà sau lưng thì nói cha mẹ vợ không ra cái gì, thì lúc này vợ nó rất là buồn. Có thể trước mặt nó thuận theo, nó không dám cãi lại chồng, nhưng mà sau này người vợ sẽ rất là buồn. Và như vậy thì cái hạnh phúc của các con sẽ không được trọn vẹn. Các con nhớ chưa? Đức Phật cũng có dạy làm người dễ hiền, các con phải nhớ công ơn cha mẹ vợ. Có công sinh thành dưỡng dục vợ mình coi như vàng như ngọc mà giờ này lại ban cho mình. Đấy, các con thấy không có người cha mẹ nào mà không thương con cả. Từ lúc bé đến giờ nuôi nấng chăm bẵm cho đến bây giờ trông như ngọc như ngà, trông hai cô gái như đoá, như hai đóa hoa tuyệt hảo thế này, mà bây giờ lại đang tâm trao hai cô con gái yêu quý của mình cho các con. Thì các con phải biết là bố mẹ có cái công đức lớn như thế nào, và bố mẹ thương mình như thế nào mới trao tặng hai người con gái tuyệt vời cho hai vị. Cho nên các con phải biết là kính cha mẹ và tôn trọng cha mẹ. Khi cha mẹ vợ có việc gì cần nhờ người con rể hiền, nhất định phải hoan hỉ, sẵn sàng, không sợ khó khăn, không sợ tốn kém, không sợ đường xa xa xôi. Đấy, Đức Phật dạy khi mà cha mẹ vợ có việc gì mà nhờ cậy, cha mẹ có khi ít nhờ đến con rể lắm. Nhưng mà nếu có việc gì thì dù cho đường xa xa xôi, dù cho công việc bận bộn, bận bịu, các con cũng phải gác lại để sắp xếp thời gian để thuận theo, để về giúp cho cha mẹ, để cho cha mẹ được thoải mái, được an lạc. Các con nhớ chưa? Khi cha mẹ vợ đau bệnh, các con phải thường lui tới thăm hỏi, an ủi, giúp đỡ, cầu mong cho cha mẹ sớm được bình phục. Nếu như các con thấy cha mẹ vợ làm những điều bất thiện, các con nhất định không được a tòng theo, phải hết lời khuyên can, khiến hóa cha mẹ vợ phát bồ đề tâm, bỏ những điều sai trái xấu ác. Như vậy mới chính thức làm người con rể hiền. Các con nhớ chưa? Thì nhân cái lúc mà chỉ dạy cho hai nhị vị Tân Lang, Trần Tiến Đạt và Kim Sóc Chu, thì thầy cũng xin chia sẻ trong cái lễ buổi lễ hằng thuận như này. Ngày trước thầy có đi dự một cái lễ hằng thuận ở trên Hà Nam. Trong cái buổi lễ hằng thuận ấy, thầy rất là cảm động. Là khi mà cái buổi lễ đang diễn ra, đến cái lúc mà trao quà, cha mẹ trao quà cho con, thì người cha vợ ấy, người bố vợ có đến cầm tay người con rể và nói: "Này cậu, người đầu tiên mà vui cười đón nhận cô ấy, nhìn thấy cô ấy là tôi chứ không phải là cậu. Người đầu tiên mà đặt môi hôn lên trán cô ấy là tôi chứ không phải là cậu. Người đầu tiên mà ấm cô ấy vào lòng, ôm cô ấy vào trái tim mình cũng là tôi chứ không phải là cậu. Người đầu tiên mà chăm sóc, lo lắng, quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của cô ấy cũng là tôi chứ không phải là cậu. Nhưng mà người mà được cô ấy yêu thương, được cô ấy gần gũi, chăm sóc, lo lắng thì bây giờ lại là cậu chứ không phải là tôi. Cho nên cậu phải nhớ rằng sau này nếu như mà cậu không còn yêu thương cô ấy nữa, không còn ưng cô ấy nữa, thì cậu đừng đánh cô ấy, đừng chửi cô ấy, đừng xúc phạm cô ấy, đừng làm cho cô ấy đau khổ, và đừng nói gì với cô ấy. Cậu cứ gọi điện cho tôi,
cậu cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đến để đón cô ấy về. Tôi không muốn cô ấy phải đau khổ. Cho nên nhị vị Tân Lang Trần Tiến Đạt và Kim Sóc Chu, các con phải biết rằng khi mà từ bé đến giờ, hai cô gái này chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ thôi, chưa làm cái việc gì sõi cả, thì lại ở nhà với bố mẹ. Đấy, chỉ có ăn với học, làm cái việc gì cũng không nên việc, thì từ bé đến giờ lại ở nhà với cha mẹ. Bây giờ lớn rồi, làm cái việc gì cũng thông thạo, có thể kiếm được ra tiền rồi, thì bây giờ hai người con gái này lại sang hai bên gia đình nhà trai để chăm sóc bố mẹ, chăm sóc chồng, lo lắng cho công việc nhà chồng. Cho nên nhị vị Tân Lang Trần Tiến Đạt và Kim Sóc Chu, các con phải biết rằng người mà hai cô gái này nợ chính là bố mẹ cô ấy. Người mà hai cô này nợ trong cuộc đời chỉ là bố mẹ cô ấy thôi, chứ không có, hai cô này không nợ bất kỳ một người nào trên trái đất này đâu. Cho nên các con phải biết là các con phải biết tôn trọng các cô ấy và tôn trọng bố mẹ các cô ấy. Và khi các con có tôn trọng các cô ấy, tôn trọng bố mẹ cô ấy rồi, các con mới quan tâm, mới lo lắng, mới yêu thương, mới chung thủy với vợ mình. Thì như vậy mái ấm gia đình các con mới được hạnh phúc. Mà đó cũng là cái tâm niệm, cái ý niệm của cha mẹ vợ đã trao cái người con gái yêu thương như vàng như ngọc cho các con. Cho nên thầy mong rằng Trần Tiến Đạt và Kim Sắc Chu, các con nhất định trong cuộc đời này, sau này các con không được phụ bạc vợ, không được đánh đập vợ, hay là không được mắng chửi vợ. Các con phải khéo léo, thấy vợ có cái điều gì sai với cái gia đạo nhà mình thì nhẹ nhàng chỉ bảo cho vợ. Lần này chỉ bảo mà vợ chưa ưng thì các con phải khéo léo chọn cái thời gian phù hợp, nhỏ nhẹ khuyên vợ mình để cho vợ mình theo. Đây mới là cái sự cát tường để tạo có cái hạnh phúc gia đình. Các con rõ chưa? A Di Đà Phật. Vâng, vừa rồi thầy xin đã chia sẻ cái bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng, bổn phận làm dâu, bổn phận làm rể và bổn phận làm cha mẹ đối với con cái. Bây giờ thầy đã chia sẻ, các con đã hiểu rõ về ý nghĩa làm dâu, làm rể, làm vợ, làm chồng và làm cha mẹ chưa? A Di Đà Phật. Rồi. Kính bạch quý chân tôn Thiền Đức, kính thưa tất cả quý vị, xin được thay lời cho đôi Tân Lang và Tân Nương cùng hai bên gia đình, chúng con xin được tri ân và khắc ghi những lời giáo huấn của thầy trụ trì Đại Đức Thích Minh Thành đã thay lời cho chân tôn Thiền Đức Tăng Ni có lời chỉ dạy tới đôi Tân Duyên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính bạch quý chân tôn Thiền Đức, kính thưa tất cả quý vị, cổ đức xưa đã dạy rằng tầm giá trị và đạo đức quan trọng của chữ nhẫn: nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trong ngày, muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn phải đứng hàng đầu. Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao, cha con mà biết nhẫn nhịn nhau thì con thì vẹn toàn đạo lý, vợ chồng biết nhẫn nhịn nhau thì con cái khỏi bơ vơ, anh em mà biết nhẫn nhịn nhau thì trong nhà thường êm ấm, bạn bè biết nhẫn nhịn nhau thì tình nghĩa chẳng phai mờ, tự mình mà biết nhẫn nhịn được mình thì ai ai cũng mến yêu. Người mà chưa biết nhẫn chưa phải là người hay. Và trong ngày hàng thuận hôm nay, một kỷ vật thiêng liêng không thể thiếu để khẳng định tình yêu bất diệt, sự cam kết tự nguyện gắn bó tương trợ lẫn nhau trong đời sống hôn nhân, đó chính là đôi nhẫn cưới. Và giờ phút này xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được cung thỉnh thầy trụ trì sẽ giảng về đôi chút về ý nghĩa của đôi nhẫn cưới dành tới cho đôi Tân Duyên trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cung thỉnh thượng thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong cái ngày lễ thành hôn cũng như là ngày lễ hằng thuận này, thì thầy có biết được rằng từ xưa đến nay đã là tổ chức một cái lễ hằng thuận hay là lễ thành hôn thì các con đều có cái nghi thức trao nhẫn cho nhau. Và ngày hôm nay trước ánh mắt của thầy cũng có đôi nhẫn cưới mà các con đã nhờ thầy để gia trì mặt chú của Tam Bảo vào để cho các con đeo được bình an, được cát tường, được mạnh khỏe cũng như mọi sự được hanh thông như ý. Thì trước khi mà thầy trao nhẫn cho các con thì thầy xin chia sẻ đôi lời về cái nhẫn. Nhiều khi ở những cái đám cưới bình thường các con chỉ biết trao thôi, chứ chưa chắc các con đã hiểu về cái ý nghĩa của đôi nhẫn cưới mà mình trao cho nhau. Thì hôm nay nhân dịp buổi lễ thành hôn, buổi lễ hằng thuận, bốn con hãy thành tâm phụng Phật, thỉnh tăng tác lễ, thỉnh phúc nhân duyên cho các con.
Trong dịp này, thầy xin thay lời chư tôn đức tăng giải thích ý nghĩa đôi nhẫn để các con trao tặng cho nhau, đánh dấu ngày mà các con nhất tâm hướng về Tam Bảo, tối trước quý thầy cùng cha mẹ đôi bên phát nguyện kết tóc xe tơ, nên duyên vợ chồng, làm người Phật tử thuần thành chân chính. Thì các con quý mến, đây là hai món trang sức quý giá biểu thị đạo lý hôn nhân. Nó có tên gọi là nhẫn. Nó được đeo ở ngón tay để các con luôn nhìn thấy, nhằm nhắc nhở những điều hay ý đẹp như sau. Nhẫn có nghĩa là nhường nhịn, muốn trong nhà vui vẻ đầm ấm hạnh phúc, trước phải biết nhường nhịn lẫn nhau, không nên hơn thua lời qua tiếng lại. Chiếc nhẫn lại được đeo vào ngón tay để các con dễ nhìn thấy, để tự nhắc mình về sự nhẫn nhịn đó. Chiếc nhẫn hình tròn tiêu biểu cho phước báo và tiền của đầy đủ nhà đất thịnh vượng. Muốn được như vậy thì vợ chồng phải siêng năng làm lụng, dành dụng tiền bạc, tiêu xài chừng mực, không được phung phí. Và các con phải biết cúng dường bố thí thì mới được tròn đầy phước báo lâu dài cho gia đình. Chiếc nhẫn này được làm bằng chất vàng. Vàng có đặc tính thứ nhất là tùy duyên bất biến, nghĩa là hình dạng tuy có thay đổi nhưng tính chất vẫn nguyên vẹn. Hay nói rõ hơn, dù ai có vo tròn bóp méo, kéo dài cán mỏng đi nữa, hình dạng tuy đã thay đổi nhưng tính chất giá trị của vàng vẫn nguyên vẹn. Đạo vợ tình chồng, các con sau này cũng vậy. Chắc chắn rằng trong cuộc đời làm vợ làm chồng, sau này các con không thể nào tránh khỏi những cái sự xô xát lớn nhỏ. Nhưng mà thầy mong rằng khi mà các con đã trao đôi nhẫn đeo vào tay cho nhau, thì thầy cũng mong rằng các con cố gắng hiểu về cái giá trị, cái tính chất của vàng trong cái nhẫn này, để thầy mong rằng khi mà sau này cuộc sống có như thế nào chăng nữa thì các con cũng phải giống như cái giá trị tính chất của vàng. Cái tình yêu mà các con dành cho nhau ngày hôm nay, nó sẽ là mãi mãi, nó sẽ là vĩnh cửu trong đời này. Nó giống như cái tính chất của vàng trong đôi nhẫn, nó không có thay đổi. Dù là người này nói thế này, người kia nói thế kia, thì tình chồng nghĩa vợ các con cũng không được phai nhạt. Vì trong cuộc sống bây giờ phức tạp lắm các con ạ. Thầy biết rằng có những đôi vợ chồng chỉ vì một cái tin nhắn mà xảy ra xô xát, cãi vã nhau, rồi đánh nhau, rồi bỏ nhau cũng từ một cái tin nhắn điện thoại. Nhiều khi ấy, có những cái gia đình, có những cái người bạn họ xấu, họ không muốn gia đình nhà mình hạnh phúc. Nhiều khi họ dùng một cái số điện thoại lạ, nửa đêm họ tìm cái số điện thoại của mình, họ nhắn vào một cái tin nhắn rất là thô lỗ. Đến lúc đó các con mà là vợ chồng, tay kề má ấp với nhau mà các con không tin nhau, lại đi tin một cái người xa lạ, rồi các con vì một cái tin nhắn đó các con bắt đầu nghi ngờ nhau, mắng chửi nhau là không nên. Cho nên thầy mong rằng cái tính chất của vàng trong đôi nhẫn đeo ở ngón tay, nó sẽ là cái tính chất tình yêu của các con và cái đức tin giữa vợ giữa chồng với nhau. Thầy mong rằng các con không được nghi ngờ nhau, đã phát nguyện sống với nhau không được nghi ngờ nhau, và luôn luôn yêu thương nhau. Như vậy thì tình cảm vợ chồng mới bền vững được. Các con rõ chưa? Chị Mai này làm vợ làm chồng được năm đầu tiên thì anh yêu em lắm, em yêu em lắm. Năm thứ hai thì anh ngồi nghịch điện thoại, em ngồi xem TV. Năm thứ ba thì em bế con, còn anh muốn đi chơi đâu thì chơi thì không được. Cho nên các con phải luôn luôn cái tình cảm phải luôn luôn phải làm cho nó sưởi ấm và luôn luôn biết quan tâm đến nhau, giữ được cái tình yêu nó bền vững, nó lâu dài. Thầy mong rằng các con đeo cái đôi nhẫn cưới ở trong tay của các con, nhắc nhở các con về cái tình yêu thương, về cái sự quan tâm, về cái sự chia sẻ, về cái đức tin giữa vợ giữa chồng là như vậy. Các con rõ chưa? Cho nên bây giờ trong cái giờ phút chuẩn bị mà trao nhẫn cưới cho nhau, bây giờ Trần Tiến Đạt và Kim Sóc Chun, các con và cả hai tân nương nữa, các con đứng lên phải xem nào. Bây giờ thầy xin mời nhị vị tân lang Kim Sóc Chu với Trần Kiến Đạt, hai con hãy quay xuống dưới lễ đài, quay xuống pháp hội, hai con quay xuống pháp hội. Các con hãy nhìn Đỗ Thu Phương phiên dịch cho chồng mình nha. Các con hãy nhìn xem là cả cái hôn trường này có người con gái nào xinh đẹp như vợ của các con không? Các con nhìn xem nào, có ai xinh đẹp như vợ của các con không?
Đấy, trong cả một cái hôn trường, trong cả một cái lễ hàng thuận đông như này mà các con thấy đấy, trong cả bao nhiêu người như này mà các con không tìm thấy một người nào, phụ nữ nào xinh như các xinh đẹp như vợ của các con, hiền thục như vợ của các con. Cho nên thầy tin chắc rằng sau này nếu như hai người con gái này là hai người vợ của chị vị các con đó, các con biết là sau này nếu như vì sinh đẻ hay là vì lo công việc cho gia đình nhà chồng, lo công việc đối nội đối ngoại, bận bịu với công việc mưu sinh, hai cô gái này có xấu đi một chút, có già đi hay là có như nào chăng nữa, thì hai con phải biết là ngày mà tổ chức đám cưới, tổ chức lễ hàng tuần trong chùa ấy, cả một cái lễ trường hàng ba mấy trăm người, không có người nào xinh như vợ mình, đẹp như vợ mình, hiền thục như vợ mình. Cho nên các con nhất định sau này không được phụ bạc. Các con phải biết trân trọng là một cô gái tuyệt vời nhất, đẹp nhất trong một cái lễ đài mình đã lấy làm vợ rồi. Các con nhớ chưa? Và chị vị tân nương cũng vậy, các con xem kỹ xem nào. Trong cả cái lễ trường này có cái người đàn ông nào mà tuấn tú đẹp trai như kiểu lương quân của các con không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Người nào cũng xả hơn, xấu hơn. Đấy, hai người con trai rất là tuấn tú, rất là khôi ngô, rất là khỏe mạnh như này, rất là đẹp. Cho nên hai con đã chọn làm chồng rồi thì thầy cũng mong là hai con sẽ trân trọng cái nhân duyên này, trân trọng cái tình yêu này, sau này không được phụ bạc chồng mình, không được này kia với chồng mình. Các con nhớ chưa? Rồi, xin chúc phúc cho các con. Bây giờ các con sẽ hướng về Tam Bảo, thầy sẽ xin trao đôi nhẫn cho các con. Bây giờ tiến giảng với Phạm Hằng, con đi nhẹ nhàng lên trên này để nhận dẫn trước. Kính bay chúng tôi rất kính thưa tất cả quý vị, giờ phút này Đại Đức Thích Minh Thành, chùa Chính Chùa Linh Quang đang thực hiện nghi thức chú nguyện đôi nhẫn cưới và trao đôi nhẫn cưới cho đôi tân duyên. Và ban tổ chức chúng tôi ngày hôm nay được duyên lành khi được tác phúc cho hai đôi bạn trẻ. Chính vì thế mà chúng con sẽ tách ra từng đôi một để các bạn có những thước phim đẹp nhất ạ. A Di Đà Phật. Chúng ta đang cùng tham dự và chứng minh giây phút quan trọng nhất, giây phút mà thầy trụ trì chú nguyện đôi nhẫn cưới cho hai bạn Tiến Đạt và Phạm Hằng. Tiến Đạt hãy đón nhận lấy chiếc nhẫn và trao cho người vợ của mình ạ. Hai bạn quay mặt vào nhau nào. Pháo giấy chuẩn bị, các tràng pháo tay của quý vị chuẩn bị ạ. Bây giờ thì xin mời cô dâu sẽ cùng đón nhận lấy chiếc nhẫn cưới và trao tới cho người chồng của mình. Xin mời quý vị Phật tử dành những tràng pháo tay thật lớn ạ. Rồi, hai bạn lễ xuống một lạy nào. Rồi, hai bạn quỳ. Rồi, xin mời hai bạn xuống dưới. Xin mời hai bạn quỳ xuống ạ. Chúa Linh Quang thực hiện nghi thức chú nguyện đôi nhẫn cưới dành cho Kim Sắc Chu sánh duyên cùng Đỗ Thu Phương. Xin mời Kim Sắc Chu sẽ cùng trao nhẫn cưới dành cho người vợ của mình. Và xin mời Đỗ Thu Phương sẽ cùng trao nhẫn cho chồng của mình. Xin mời tất cả quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính bạch quý chư tôn thiền đức, kính thưa tất cả quý vị, nghi thức chú nguyện và trao nhẫn cưới đã được hoàn mãn. Giờ phút này xin mời quý chư tôn thiền đức, quý đại biểu khách quý cùng tất cả quý vị sẽ cùng bước vào nghi thức quan trọng nhất trong một buổi lễ hàng thuận, đó là nghi thức lạy tứ trọng ân. Tất cả chúng ta ai hiện hữu trên cuộc đời này cũng đều có cha và có mẹ. Cha và mẹ là tất cả những gì thiêng liêng và cao quý nhất mà chúng ta có được. Giờ phút này xin mời hai đôi tân duyên sẽ cùng di chuyển về phía trước mặt cha và mẹ của mình, quỳ trước mặt để thực hiện nghi thức.
Rồi cô dâu quỳ trước cha mẹ cô dâu và chú rể quỳ trước cha mẹ chú rể. Và các con hãy nhìn đôi mắt của mình thẳng vào nếp nhăn trên trán cha, vào đôi mắt của mẹ. Các con hãy tưởng nhớ trong giờ phút trọng đại này, các con hãy nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã bao nhiêu năm nay lo lắng cho các con. A Di Đà Phật. Như con có nói lúc đầu thì ngày hôm nay rất là vui mừng và vinh dự cho ban tổ chức chúng con được hợp tác duyên lành cho hai đôi tân duyên. Chính vì thế mà xin ban tổ chức, xin quý thầy cho MC cũng như là các anh chị phóng viên sẽ cùng tách ra làm hai phần. Và xin được xin mời tất cả quý vị cũng như quý thầy sẽ cùng chứng minh cho phần nghi thức lễ tứ trọng ân của hai đôi bạn trẻ là Tiến Đạt và Phạm Hằng trước ạ. Các anh chị quay phim chuẩn bị. Tiến Đạt và Phạm Hằng trước. Kính lạy mẹ, kính lạy cha. Tất cả chúng ta ai hiện hữu trên cuộc đời này cũng đều có cha và có mẹ. Cha và mẹ, chúng ta gọi chung một danh từ, đó là hai đấng sinh thành. Mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, 9 tháng kêu mang, suốt 3 năm bú mớm. Người đã nằm chỗ ướt và nâng chúng con lên chỗ ấm khô. Người đã cho chúng ta từ hình hài, mạch máu, trái tim, cuộc sống, hơi thở và nụ cười. Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận, là sự sống, là niềm tin và là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Cha, người dành hết mọi đắng cay cho ta vị ngọt những ngày ấu thơ. Cha dành đỉnh núi mây mờ cho ta đường rộng bây giờ ta đi. Đối với tất cả những người làm con thì người cha lúc nào và bao giờ cũng là người luôn âm thầm đứng từ đằng sau để kịp thời động viên, khuyến khích, giúp cho chúng ta khỏi lạc lối sai đường. Kính lạy bố Phạm Văn Nhất và mẹ Nguyễn Thị Nga, con là Phạm Thị Hằng, là người chị cả trong gia đình có 3 chị em. Con biết là từ khi sinh ra, bố mẹ luôn dành cho con những tình cảm yêu thương nhất. Bố mẹ đã rất phải vất vả để nuôi cho con ăn học. Đến khi khôn lớn trưởng thành, con chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ thì ngày hôm nay con phải cất bước theo chồng. Trong giờ phút trọng đại này, con xin hứa với bố Phạm Văn Nhất và mẹ Nguyễn Thị Nga sẽ coi bố Trần Duy Hưng và mẹ Đặng Thị Vẻ như là người cha, người mẹ ruột của mình. Con sẽ cùng chồng là Tiến Đạt sẽ chăm sóc cho bên gia đình nhà chồng. Và kể từ ngày hôm nay thì hai em trai của con sẽ có thêm một người anh rể, và bố Phạm Văn Nhất và bà Nguyễn Thị Nga sẽ có thêm một người con rể là Tiến Đạt. Giờ phút này xin mời bố mẹ hãy nhận lấy những lời tri ân, những tình cảm mà con và chồng của con dành tới cho hai bên cha mẹ của mình. Chúng con xin được cúi lạy để tạ lễ, để tri ân tới công ơn sinh thành dưỡng dục mà cha mẹ đã ban cho. Xin mời hai bạn sẽ cùng lễ xuống theo kiếng khánh của quý thầy. Rồi ạ, lễ xuống một lần nữa. Xin mời hai bạn di chuyển sang bên phía của bố mẹ, chú rể Tiến Đạt và lễ xuống hai lạy.
Rồi, xin mời Phạm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thiêng liêng này, sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Phạm Thị Hồng, 22 tuổi, xin xác nhận anh Trần Tiến Đạt, 29 tuổi, là chồng của con. Con xin phát nguyện chọn lòng chung thủy với chồng, giữ gìn năm giới, là người Phật tử chân chính, để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, an vui, tinh tấn tu học, hộ trì Tam Bảo, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Bây giờ thì... Bây giờ các con đã phát nguyện rồi. Thấy kết hôn ở ngoài đời ấy, thì chỉ có chính quyền chứng minh thôi. Còn giấy chứng nhận lễ hằng thuận làm vợ chồng ở nơi cửa Phật thì không những là tất cả chính quyền quan viên hay họ đều đồng biết, mà mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Thần đồng biết. Cho nên hôm nay các con đã ký vào đây ấy, là đừng bao giờ có cái ý định là ngày kia nữa nha. A Di Đà Phật. Công đức, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức
và xin mời quan viên bốn họ cũng như đôi tân duyên chúng ta đồng hướng về ban Phật để thực hiện nghi thức phục nguyện hồi hướng công đức và chúc phúc lành cho hai đôi tân duyên trong buổi sáng ngày hôm nay. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử chúng con cùng đôi trước tam bảo tác lễ hằng thuận, chúc phúc cho đôi trẻ nguyện cầu hồng ân tam bảo thủy tử tác đại chứng minh, gia hộ cho tân lang kim sắc chú tân nương Đỗ Thị Thu Phương tình cùng tân lang Trần Tiến Đạt tân nương Phạm Thị Hằng được yên bề gia thất trong năm hạnh phúc trọn nghĩa vẹn tình thủy chung son sắt nối dòng tông đường làm tròn hiếu đạo là rể thảo dơ hiền hai họ thân tình thuận hảo nghĩa thông gia nguyện cầu đôi trẻ cùng họ tộc hai bên được đầy đủ phước duyên lành kính tin tam bảo tích thiện tu phước bốn mùa an vui hạnh phúc nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn tăng già hòa hợp thế giới hòa bình nước nhà hưng thịnh âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Qua bao nhiêu năm thăm ai nay con đã về tìm lại thấy ra không như hư vô trong cõi mong tâm bồ đề con sám hối biết bao lỗi lầm tìm về bên giác xưa không si mê trong lầm lạc nay trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu cho nhân gian kia vui sống an trong chân niềm mẹ dìu dẫn chúng con đi qua bao nỗi muộn phiền Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay hai đôi tân duyên của chúng con rất có phúc khi được tổ chức tại ngôi chùa Linh Quang lễ hằng thuận trong cuộc đời của mình. Và cho đến thời điểm này thì lễ hằng thuận đã được trọn phần công đức. Giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu bác Trần Duy Hưng là cha của bạn Tiến Đạt sẽ thay mặt cho hai bên gia đình, thay mặt cho hai đôi tân duyên dâng lời cảm tạ. Xin được trân trọng kính mời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý cô bác anh chị Phật tử xa gần đã có mặt tại buổi lễ để chúc phúc cho các cháu ngày hôm nay. Thật là hữu duyên, thật là ấm áp tình người, tình đạo. Trước hết, hai gia đình chúng con thành tâm tri ân chư tôn đại đức tăng ni đã hoan hỷ tận tình tổ chức buổi lễ phúc cho các cháu thật là trang nghiêm, long trọng và tràn đầy đạo vị. Chúng con xin ghi nhận và tri ân tình bạn đạo sâu sắc của quý cô bác anh chị Phật tử xa gần cùng tình cảm ấm áp của thân quyến họ hàng đã dành thời gian quý báu về đây cùng tổ chức tham dự buổi lễ cầu nguyện chúc phúc cho các cháu được trang nghiêm và trọng thể. Giờ này buổi lễ đã hoàn mãn tốt đẹp. Các gia đình chúng con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni được nhiều sức khỏe để hướng dẫn dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập hướng đến giải thoát và phụng sự nhân sinh. Và xin kính chúc quý cô bác anh chị Phật tử thân bằng kiến thuộc xa gần được nhiều sức khỏe, may mắn, an vui và hạnh phúc. Ân đức này chúng con không biết lấy gì đền đáp. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ quý. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ hằng thuận của hai đôi tân duyên, tân lang
lang Trần Tiến Đạt và Phạm Thị Hằng cùng với tân lang Kim Sóc Chu và Đỗ Thị Thu Phương của chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay đến đây đã được thập phần viên mãn. Một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được thành kính tri ân xiển diện của chư tôn thiền đức Trúc Mi, xin được chân thành cảm ơn xiển diện của quý đại biểu khách quý, quý vị Phật tử đã về chọn duyên cho lễ hồng thuận ngày hôm nay, và xin được chúc cho hai đôi tân duyên của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. A Di Đà Phật. Giờ này xin mời ban công minh chuẩn bị chuông trống để cung đức. Đẹp như trong mơ, ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau. Dẫu tát biên đông cung cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau.